Khách du lịch đã vứt rác trên bãi biển sau khi họ ăn uống xong. Ôi, thiên nhiên của chúng ta đang bị hủy hoại bởi chính bàn tay của khách du lịch. Nếu chúng ta không làm gì, rất có thể bãi biển xanh sạch đẹp mà chúng ta vẫn vui chơi sẽ biến mất. Đầu tiên, chúng ta sẽ thu dọn rác và tập hợp tại một chỗ. Sau đó, chúng ta sẽ bỏ rác vào thùng. Các cậu có đồng ý không? Đồng ý! Chúng ta hãy cùng nhau giải cứu thiên nhiên nào! Phải nhặt thật sạch sẽ rác bẩn trên bờ cát này. Dù là những mẩu rác bé xíu, nhưng chúng ta cũng không được bỏ sót. Biệt đội siêu khủng long Go Go Dino xuất phát! Pink, sức mạnh vui vẻ, biến hình chiến cơ sấm sét. Tomo, sức mạnh trí tuệ, biến hình xe bọc thép. Vicky, sức mạnh trái tim, biến hình phi thuyền lốc xoáy. Rex, sức mạnh dũng khí, biến hình xe tốc độ. Go, go, Dino, xuất phát! Ôi, bẩn quá đi mất, mình không dọn dẹp nữa đâu. Thôi nào Pink, nếu chúng ta thấy rác bẩn và khó chịu với rác, thì chắc chắn thiên nhiên cũng đang rất khó chịu đấy. Đúng vậy, thiên nhiên đang phải gồng mình lên để chịu đựng. Các cậu nói đúng, mình sẽ không kêu ca nữa mà sẽ vui vẻ dọn dẹp. Chúng ta đã hoàn thành rồi. Bãi cát đã sạch sẽ trở lại. Mình nghĩ chúng ta cần dặn dò các bạn nhỏ ở lớp phải biết bảo vệ môi trường. Đúng thế, và tham gia dọn dẹp môi trường cùng biệt đội siêu khủng long Dino của chúng ta nữa. Đồng ý, hãy cùng bảo vệ hành tinh xanh.